Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Bakashop. Nhân vật mình muốn giới thiệu đến các bạn hôm nay là DD Hi-Fi TC44C, một chiếc đắc am thu nhỏ giúp chúng ta trải nghiệm âm thanh chất lượng cao. Như các bạn có thể thấy thì phần vỏ ngoài của sản phẩm được hoàn thiện từ nhôm và phối màu rất là hiện đại. Chúng ta có thể kết nối nó với những nguồn phát như là máy tính, điện thoại thông qua cổng USB-C này và xuất tín hiệu đến tai nghe thông qua cổng 3.5 và 4.4. Ngay bên ngoài viền của cổng 4.4 này còn được tích hợp thêm một cái đèn LED để thông báo cho chúng ta về trạng thái hoạt động. Nó sẽ hiện xanh dương khi ở định dạng PCM, còn DSD sẽ là màu xanh lá. Con chip giải mã được tích hợp bên trong này là Cirrus Logic CS43131, chơi được nhạc 32bit và DSD 256 native. Trong hộp, TC44C sẽ được đi kèm với hai sợi cáp bao gồm là C2C và C2 Lightning. Giá trị bán lẻ của hai sợi này đã đâu đó tầm 1 triệu rồi. Ngoài ra, chúng ta sẽ nhận được thêm một cái bao da thủ công rất là xịn sò và được sản xuất giới hạn chỉ 600 cái đầu tiên thôi nha. Bạn nào muốn trải nghiệm sản phẩm này thì có thể ghé ngay Bakashop tại địa chỉ 14 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.